Mình chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt ở trong kho xe cửa hàng Mai Duyên. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì mình sẽ quay lại chi tiết chiếc xe này, một chiếc Honda Dream NCX, và sẽ chuẩn bị ship về Cần Giuộc, Long An cho một anh trai tên là Nguyễn Trung Hưng. Đặc biệt á, xe này là chiếc thứ ba tại cửa hàng Mai Duyên. Chiếc đầu tiên á, là chiếc Honda Super Cup hàng nội địa Nhật màu đen. Chiếc thứ hai là chiếc Monkey Lightning, đều nhập khẩu từ Thái Lan nha. Và chiếc xe này là chiếc Dream NCX. Các bạn thấy là cả ba xe đều là hàng VIP ha, chiếc Cup và Cup Nhật. Monkey là Monkey nhập khẩu Thái Lan, và chiếc Dream này, một chiếc Dream NCX, hiện tại nó đang rất là hot ở trên thị trường. Vừa rồi mình đi du lịch thì có ghé qua Long Xuyên và thấy một chiếc xe y chang như vậy ha. Các bạn thấy là hiện tại là mẫu này nó đang phổ biến ở tại Việt Nam mình rồi, chứ không riêng gì ở Sóc Trăng hay là ở đâu đó bên Campuchia đâu các bạn. Đầu tiên là mình sẽ thay mặt cửa hàng Mai Duyên, mình cảm ơn anh trai đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng xe anh mình đến anh N lần ha, chiếc thứ ba rồi. Bây giờ mình sẽ nổ máy nha. Đó, đây nổ máy ha, đây luôn nha. Đây, thông tin của khách tạm thời mình để ở đây nha các bạn. Bây giờ YouTube nó không cho mình quay cái thông tin đó. Hộp số là 4 cấp số nha các bạn. Động cơ 125, phun xăng điện tử FI. Ồ, cái số vô các bạn ha, rất là phê. Thật sự mà nói là không thể nào mà coi xi nhan đó, công tắc đèn đúng rồi. 1, 2 nấc nha, mình xem lại nè. Nấc đầu tiên á là cháy đèn đờ mi này. Nấc tiếp theo là ở đây, pha, có xi nhan bên này, còi rất là lớn ha. Đang gài số 4 nha các bạn. 3, các bạn nghe tiếng số vô thế nào, phê không? Đây là phiên bản màu đen mới nhất 2024 ở tại cửa hàng nha. Đây là phần cặp gương ha. Rồi, về số nha. Và tắt máy. Đây là đôi gương của xe nè các bạn. Và cái phần yên á, nó rất là nặng. Bây giờ mình tạm thời mình để cái này nó ở đây đi, gửi đỡ ở đây đi ha. Các bạn không, phần yên này nè, làm rất là nặng. Nó nặng nè các bạn. Đây, ở dưới nha. Bình xăng, một cái cốp nhỏ ở đây thôi. Anh trai có bắt ba ga, ba ga đó là 350.000 lấy nóc 10 ly nha các bạn. Ba ga quay thái này á là 250 thôi, còn ba ga này là 350, tại vì những cái phần này nè nó dài, nó to hơn ha, chi tiết nó nhiều hơn các bạn, cho nên là nó là 350.000, là hàng loại 1 nha. Inox 10 ly 304. Rồi các bạn xem nè, cái này là keo á, mà nhìn nè ha, được mạ rôm hết nha, và được làm rất là chắc chắn luôn, ốc số 10. Mà nhìn nè, thấy không, tay nắm nè, cao su nè, mở bò sẵn theo xe nha. Rồi, nắp bình xăng. Móc keo nóng bảo hiểm nè, hai bên ha. Đó, đóng yên. Vành là Siam Goshi nha các bạn. Vành sim á, đây. Vành thái nha. Rồi, nước sơn gấp bọc sơn là sơn màu bạc. Đây, nhìn kỹ nước sơn nè,
ha, nó là cực đẹp luôn. Rồi cần số mẫu 24 này là cần số là mã chrome luôn, rồi còn gọi là si đó ha, si bóng. Rồi nước sơn đen các bạn nhìn nè, tem ha, tem mới, tem này là tem 3D nha các bạn. Đây, cái này là có tăng đưa hai nấc ha. Mẫu 24 thì cái ốp đồng hồ này á là họ viền cái màu đen, đen xám ha. Còn mẫu 23 là điệp viền vàng đồng, màu vàng đồng nha. Nó mạ vàng á, mình gọi là mạ vàng đó, kiểu vậy đó. Mạ vàng. Chìa khóa hai chìa. Đen. Bên này công tắc đèn ha, hai nấc. Động cơ phía bên này. Rồi cái giò đạp này cũng là mã chrome luôn nha các bạn ha. Xi bóng hết. Nước sơn lốc nè. Oppo mã chrome nè. Kim loại nha. Đây phía trước. Logo NCS. Mẫu 24 thì tem phối đối xứng nha các bạn, hai bên ha. Còn cái này là không thể thay thế, nó vẫn giữ nguyên tới giờ, từ bao đời ha. Đặc trưng của rim NCS nha các bạn, màu vàng. Ba ga theo xe luôn nha. Còn đây là phần động cơ nè các bạn. Cái nhãn này là cửa hàng mình dán vô nha, mình đăng ký biển số xong mình tháo bỏ nữa các bạn. Đèn mũi là đèn LED, bóng đèn halogen á là sử dụng cho bóng đèn xi nhan. Bánh căm thắng đùm trước sau nha các bạn. Đây, động cơ phía bên này. Rồi, trước khi mình khép lại cái video này, một lần nữa mình thay mặt cửa hàng Bảo Duyên cảm ơn anh Nguyễn Trung Hưng đã mua chiếc thứ 3 tại cửa hàng Bảo Duyên mà toàn là xe VIP. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Xe này là ship tận nhà cho anh trai luôn. Thì bên mình vẫn có dịch vụ ship tận nhà cho các bạn nếu các bạn có yêu cầu. Còn ship bình thường là bên mình sẽ ship toàn quốc luôn, từ Sóc Trăng ship tới Hà Nội luôn, cũng chỉ từ 500.000. Và các bạn sẽ nhận xe ở trên tuyến quốc lộ 1A nha. Tại vì quốc lộ này nó sẽ đi từ Nam ra Bắc. Bên mình ship cho quốc lộ này sẽ hỗ trợ cho các bạn tối đa phí ship từ đây ra tới Hà Nội chỉ từ 500.000. Còn nếu mà chỉ ship tới Sài Gòn hoặc là về Cà Mau là sẽ hoàn toàn miễn phí cho các bạn ha, hỗ trợ rất là nhiều rồi các bạn. Còn gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ với nhân viên nha, để tư vấn chi tiết hơn, tư vấn về giá xe, về phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục nha các bạn. Cả 4 số di động này đều có giao lưu hết. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ha. Chào các bạn.